Chào mừng bạn đến với video hữu ích của Ami. Trong video này, tôi chia sẻ bạn 6 công dụng tuyệt vời của băng vệ sinh. Ngoài tác dụng chăm sóc sức khỏe ngày đèn đỏ cho chị em phụ nữ, băng vệ sinh còn rất nhiều tác dụng hữu ích cho cuộc sống. Công dụng đầu tiên, có thể sử dụng băng vệ sinh để làm miếng lau dưới gầm giường. Bạn chuẩn bị cho tôi một que sắt dài. Bạn làm theo hướng dẫn nha. Bạn đến từ đâu? Thật vui khi biết rằng chúng ta có thể gặp nhau từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thích ý tưởng này không? Gầm giường là nơi tích tụ bụi bẩn rất nhiều và là nơi rất khó để vệ sinh. Đây là một giải pháp tối ưu cho những khe hở còn bé mà không cho chổi và cây lau nhà vào được. Bụi bám rất nhiều. Nếu bạn chưa đăng ký kênh của tôi, bạn có thể đăng ký bằng cách nhấp vào nút đăng ký. Rất vui nhận được sự ủng hộ từ bạn. Công dụng thứ hai, khi bạn đi giày cao gót rất dễ làm chảy xước gót chân, gây đau chân, hoặc là đôi giày rộng hơn size chân của bạn, bạn có thể dùng băng vệ sinh và làm theo hướng dẫn của tôi nhé. Vệ sinh thấm hút mồ hôi rất tốt. Cắt làm hai miếng bằng nhau. Rất nhanh chóng, bạn đã có một miếng lót gót giày rất là êm. Dán miếng còn lại. Giày thể thao. Trong các hoạt động thể thao, da mồ hôi rất nhiều và gây nên mùi khó chịu. Đây là giải pháp. Khi mà bạn đi đường dài hoặc bạn chạy thể thao, bạn có thể dùng miếng băng vệ sinh hàng ngày cho một chút phấn em bé. Rất đều, thấm hút mồ hôi, rất tốt và có một mùi thơm rất dễ chịu. Lột bỏ miếng keo dán và dán vào dưới giày. Hãy nói cho tôi biết bạn có thích ý tưởng này không? Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn nhớ để lại dưới bình luận. Nên thay miếng lót hàng ngày.
cách thứ tư. Bạn có thể sử dụng bất cứ loại tinh dầu nào mà bạn có thể dán lên quạt hoặc điều hòa để cả phòng luôn thơm. Nếu bạn thích có nhiều mùi thơm hơn, bạn có thể nhỏ thêm vài giọt tinh dầu nữa. Băng vệ sinh có thể thay thế miếng hạ sốt. Nếu bạn muốn chườm nóng thì bạn có thể cho nước nóng vào, chườm ấm thì cho nước ấm vào. Còn nếu như các bạn muốn chườm lạnh thì các bạn cho một lượng nước vào, xong rồi để lên ngăn đá tủ lạnh 10 phút và đắp lên trán. Chườm lạnh có thể dùng để chườm ở những vị trí mà bạn vừa bị thương, bị đau. Để vào ngăn đá tủ lạnh 10 phút. Cách thứ 6. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.